Bài tập vẩy tay thay đổi thể chất nghe thật khó tin phải không? Nhưng có một bác sĩ ngoại khoa mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3. Sau khi tập vẩy tay 3 tháng, các tế bào ung thư đã biến mất. Bài tập vẩy tay đơn giản có thực sự chữa được ung thư hay không? Xin mời khán giả cùng xem báo cáo từ phóng viên của chúng tôi. Bác sĩ Hứa Đạt Phu của khoa ngoại thần kinh não, ngày nào cũng tập bài vẩy tay này, vẩy tay 2.000 lần, kết quả là trong 3 tháng bệnh ung thư đại tràng biến mất. Ngay bản thân ông cũng cảm thấy không thể tin nổi điều kỳ diệu này. Không những bệnh ung thư của tôi đã hết mà ngay cả bệnh đau mỏi lưng cũng biến mất theo. Khi vẩy tay tới 1.500 lần, nó sẽ chữa trị mọi bệnh tật trên cơ thể bạn. Cho nên từ khi mắc bệnh tới giờ thì mỗi ngày tôi đều vẩy tay 2.000 lần. Đến giờ là hơn 10 tháng, tôi đã vẩy được hơn 500.000 lần. Hơn một năm trước đây, ông Hứa Đạt Phu phát hiện mình mắc bệnh ung thư đại tràng, hơn nữa bệnh tình đã ở vào giai đoạn thứ 3. Cảm giác khi đó thật kinh khủng, trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tôi nuốt không trôi cơm và cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm đó là viết di chúc. Dặn dò mọi việc xong xuôi, tôi chuẩn bị vào bệnh viện để làm phẫu thuật. Bác sĩ nói với ông, phẫu thuật ung thư trực tràng tỷ lệ sống sót trong 5 năm là 80%. Không phẫu thuật thì tôi sẽ chết, lúc đó tôi vẫn nghĩ mình sẽ phải mổ. Nhưng tôi là một bác sĩ khoa ngoại, làm ở khoa ngoại đã 20 năm. Tôi hiểu đây là lần đại phẫu thuật, nó sẽ có tác hại nghiêm trọng tới cơ thể của tôi. Trước khi phẫu thuật, Hứa Đạt Phu bất ngờ biết được về bài tập vẩy tay. Hàng ngày ông vẩy, 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 vẩy liền trong 3 tháng. Trước khi phẫu thuật, tôi đi kiểm tra lại lần nữa. Khối u của tôi lúc đầu là 5cm, to hơn quả táo. Nhưng khi tôi kiểm tra lại, khối u hoàn toàn biến mất. Chụp cắt lớp cũng không tìm thấy tế bào ung thư. Cho nên tôi liền quyết định ngay lúc đó không làm phẫu thuật nữa. Bởi vì khi sức khỏe của tôi ngày một tốt lên, tế bào ung thư cũng biến mất, thì bạn không có lý do gì để làm phẫu thuật. Tất nhiên bệnh viện cũng có nhắc nhở tôi, nếu không mổ, một năm sau cứ 10 người thì chết 9. Hơn nữa, trong vòng 2 năm tỷ lệ tái phát là 100%. Một người bạn của tôi chính là bác sĩ sẽ mổ cho tôi, bảo với tôi một cách vô cùng thận trọng, tôi đã bảo cậu hết nước hết cái rồi đấy, cậu sẽ rất thê thảm về sau. Lúc ấy ý tôi đã quyết, vì sức khỏe của tôi ngày một tốt lên, tế bào ung thư cũng đã biến mất. Ông Hứa Đạt Phu từ bỏ việc phẫu thuật. Sau khi hóa trị, ông chuyển sang ăn chay, thức ăn hữu cơ. Hàng ngày ông kiên trì tập bài vẫy tay, một năm sau ông vẫn khỏe mạnh. Khi khám bệnh, ông thường dạy bệnh nhân bài tập vẩy tay. Tôi trở về bệnh viện xét nghiệm máu, theo dõi định kỳ. Hiện tại vẫn chưa phát hiện được triệu chứng tái phát. Từ lúc bị bệnh tới nay đã một năm rưỡi, chữa trị mất một năm. Nếu theo lời bệnh viện là một năm sau 10 người sẽ chết 9. Nhưng bây giờ tôi vẫn đứng đây, tất nhiên tôi biết cơ thể tôi vẫn còn tế bào ung thư. Nhưng suy nghĩ của tôi là tôi phải chung sống hòa bình với nó. Bác sĩ Hứa Đạt Phu, người vẫn đang thường xuyên mổ não giúp bệnh nhân, bày tỏ phẫu thuật chỉ là một trong các phương pháp chữa trị ung thư. Kinh nghiệm bản thân của ông chứng minh rằng bài tập vẩy tay và kiểm soát chế độ ăn uống có thể thực sự thay đổi thể chất, nâng cao hệ thống miễn dịch. Thực tế thì ung thư không phải là một bệnh của một bộ phận. Nó là bệnh của toàn thân, phẫu thuật ngoại khoa chỉ là chữa trị cục bộ. Nhưng lúc bạn vẩy tay, khi bạn thư giãn, để vẩy tay các cơ bắp sẽ được buông lỏng. Chỉ cần buông lỏng thì tuần hoàn máu của bạn chạy. Lúc ấy tuần hoàn máu của bạn tốt y như đang ở đường cao tốc. Nhiều bạch cầu cũng như nhiều tế bào miễn dịch của chúng ta sẽ tự động chạy tới các nơi bị bệnh của cơ thể để xử lý. Cháu Mã Quân Nhu đã luyện tập bài vẩy tay được hơn một năm, hết luôn căn bệnh da liễu lâu năm. Giờ đây ngày nào bé cũng duy trì tập luyện. Việc cháu bị bệnh ở da đã đỡ đi rất nhiều bởi vì cháu biết vẩy tay thì mới khỏe. Khi ấy đau đến mức, vì cháu hay gãi cho nên chảy máu, chúng tôi bôi linh chi cho cháu, đau đớn vô cùng. Vì linh chi là vua của thuốc bắc, nó có thể tiêu viêm giảm sưng nhưng cũng rất đau. Khi cháu bôi thuốc linh chi, đau lắm, cháu kêu la mãi. Từ nhỏ Mã Quân Nhu đã hay ốm đau, mẹ bé còn tìm lớp học vận động theo quy luật của Vũ đoàn Vân Môn. Nhưng bệnh ngoài da và thể chất vẫn không cải thiện hơn. Đây là hình ảnh trước đây của bé Mã Quân Nhu, trên mắt chân vẫn còn vết lở rõ rệt.
trên mông vẫn còn những vết ban đỏ. Bây giờ thì vết lở trên chân không còn nữa, mông cũng đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đi khám bác sĩ khoa da liễu cũng khám, đều tìm bác sĩ nổi tiếng. Bác sĩ chỉ bảo đừng để cháu chảy mồ hôi, nhưng để trẻ con không toát mồ hôi rất khó. Mỗi ngày sau khi làm bài tập xong, Mã Quân Nhu tự tập bài vẩy tay, ba bữa đều ăn chay. Sau khi tập vẩy tay và ăn chay, cháu thấy có tốt hơn không? Có, không bị ngứa nữa ạ. Mỗi lần cháu vẩy bao nhiêu lâu? Nửa tiếng ạ. Cháu tập sáng hay tối? Tối ạ. Ba người trong gia đình ông bà Mã thường cùng nhau tập vẩy tay. Là người phụ nữ ở công việc nên bà Mã cũng chữa luôn được căn bệnh đau mỏi vai. Hồi đó tôi thường đi massage bằng dầu và dùng tay bấm huyệt. Còn để cho mọi người dẫm lưng mà cũng chẳng đỡ hơn. Tôi cũng từng tập yoga, sau đó tôi tới mai môn tập khí công. Được khoảng 2 tháng đỡ lên rất nhiều, không cần thuốc mà khỏi. Tôi cũng không cần đi khám đông y nữa và cũng không cần châm cứu. Bài tập vẩy tay là từ dịch cân kinh của Đạt Ma Sư Tổ và Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong. Sư phụ khí công Lý Phụng Sơn và chính quyền các địa phương đang thúc đẩy mở rộng hoạt động công ích này. Ông hy vọng người dân sẽ cùng bài tập vẩy tay đơn giản, mang lại sức khỏe. Sư phụ Lý Phụng Sơn bày tỏ, vẩy tay sẽ giúp khí huyết thông qua nguyên lý, thập chỉ liên tâm pháp, đả thông kinh mạch. Cảm giác về khí, nó dễ dàng tới tận cùng của đầu mút của chúng ta. Khi tới đầu mút, nó sẽ tự nhiên cảm truyền tới lục phủ ngũ tạng của chúng ta, thậm chí truyền tới não của chúng ta. Cho nên, nó không những có thể thông tới mạch máu to, mà còn thông tới cả mạch máu nhỏ của chúng ta nữa. Vẫy tay không giống như các bài tập khí công khác, có thể tập mọi lúc mọi nơi, không cần phải gắng sức để vẩy, cũng không cần lo lắng vị trí ngũ hành bát quái. Nhưng nếu mong muốn làm ít lợi nhiều thì tốt nhất nên kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống. Về cơ bản, tốt nhất là đồ ăn quá chua thì không nên ăn. Khi bụng đói có thể vẩy tay, khi bụng no cũng có thể vẩy tay. Buổi sáng cũng có thể vẩy, buổi tối cũng có thể vẩy, già, trẻ, gái, trai đều có thể vẩy. Cô Chiêm cũng nhờ vào bài tập vẩy tay mà có được hạnh phúc, giã từ cơn ác mộng về các vết lở loét trên da. Sau khi luyện công, khoảng hơn 2 năm sau đó mới dần dần bình phục về trạng thái bình thường. Nếu không thì một năm 365 ngày tôi thường xuyên bị lở loét da. Từ nhỏ, cơ thể của cô Chiêm đã thuộc loại thể chất nhạy cảm. Khi phát bệnh thì da sẽ bị lở loét, sẽ bị viêm da toàn thân và chảy mủ, đành phải nghỉ việc ở nhà, nhốt mình ở nhà. Bởi vì da có hiện tượng chảy mủ, vết lở sẽ ngày càng to lên. Ban đầu vết lở chỉ ở bắp chân, nhưng vài năm sau nó phát tán toàn thân. Khi ấy tôi toàn ở nhà, không thể ra ngoài. Cho nên mỗi lần tôi tập luyện trung bình mỗi ngày vẩy 2 tiếng, mỗi lần khoảng 30 phút tới 40 phút. Cô Lâm là người tập vẩy tay cùng bác sĩ Hứa Đạt Phu, tận mắt chứng kiến Hứa Đạt Phu vẫy tay khỏi bệnh ung thư. Cô tập vẩy tay và bỏ đi được lượng mỡ thừa, làm mình khỏe mạnh. Bây giờ tôi không bị cảm nữa. Ngoài ra còn một thu hoạch lớn hơn nữa, đó là luyện công xong, giảm béo dần dần. Mà giảm béo rồi thì không dễ bị béo lại. Hai chân mở rộng bằng vai. Hai tay duỗi thẳng theo vai, lòng bàn tay úp xuống, duỗi thẳng trước ngực. Vẩy tay như quả lắc đồng hồ, không cần phải gắng sức. Tự nhiên vẩy tay ra phía sau vào vị trí cảm thấy dễ chịu nhất. Đẩy hai tay lại về phía trước ngực theo quán tính. Vẫy tay tới cái thứ 5 thì hơi nhún đầu gối xuống, nhẹ nhàng nhún hai cái. Công pháp đơn giản như vậy thôi mà mang lại sức khỏe, thật là kỳ diệu. Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, tích lũy an khang, gia tăng thịnh vượng.